sáng tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là một ngày của mình. Tình hình là hồi sớm này có một đám mưa nhẹ. Hiện tại bây giờ thì trời rất là trong xanh nha mọi người. Chắc ở trong mình không có ảnh hưởng gì nhiều. Mà hồi sáng này mình coi live thì mình thấy mấy mọi người ở ngoài miền Bắc đó mọi người. Ngoài đó thì rất là chịu ảnh hưởng rất là dữ luôn. Cho nên mình cũng nhìn mình cũng sợ lo mọi người, sợ người ở ngoài người ta không biết có bị gì không. Mình thì tối nay mình ngủ ở nhà anh Tấn mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ ở dưới đây. Chứ ở sinh nhà mình buồn lắm, không có ai hết á. Giờ thức dậy để anh Tấn anh về, anh đi chuyện để anh về rồi ăn sáng. Để con với cơm đi. Rồi, mời mọi người. Chào mọi người, thì mình là Toàn mọi người. Hôm nay thì mình không có đi quay mọi người, thì mình ở nhà. Hôm nay mình sẽ quay một ngày ở nhà làm những gì quay cho các em xem. Thì mình vừa mới thức dậy. Đây thì mình ở nhà thì mình ngủ cùng với cháu mình mọi người. Đây, cháu mình nó đi học hết trơn rồi. Đó, giờ thì giờ này cũng 8 giờ mọi người, giờ mình sẽ thức dậy. Mình sẽ đánh răng, súc miệng mọi người. Giờ sẽ đi ăn sáng. Mình sẽ quay cho cả nhà xem mình đi ăn cái gì nha mọi người. Thì mời tất cả mọi người thì xem hết video của mình nha. Mọi người thì mình vừa mới xúc miệng xong. Giờ mình sẽ đi qua nhà phòng của chị mình mọi người. Mình lấy xe. Mình sẽ đi qua group ba mình. Và Khánh mình với mọi người. Thì mình sẽ đi ăn sáng. Mình sẽ quay cho cả nhà xem mọi người. Nghi ơi, cho em lấy xe với. Mình đi lấy xe nha mọi người. Đây ba, đi ăn sáng. Hello ba, chào đây. Hello. Ok, giờ mình sẽ với ba mình sẽ đi ăn sáng nha mọi người. Thì hôm nay của mình thì sáng đi ăn sáng chứ đi rồi tính sao mọi người. Ok. Mời cả nhà ăn sáng. Lấy con gì muốn hay quay. Mọi người thì mình vừa tới chỗ tiệm ăn sáng mọi người. Đây có bún heo quay mọi người, bánh tằm và bún heo quay, bánh tằm với lại bánh bún xào đó. Bánh mì bì mọi người, rất là nhiều món luôn. Hôm nay mình sẽ ăn là bún heo quay. Thuộc ba cái gì? Bún heo quay được là hai cái bún heo quay mọi người. Đúng, mọi bữa thích rồi. Bún heo quay ra thôi mọi người. Đây mọi người, đây là dĩa bún hả? Bún heo quay đó. Đây, giờ thì ba ăn đi. Ba mình ăn mọi người, tại vì mình quay. Em mời cả nhà ăn sáng nha. Em mời cả nhà ăn bún heo quay nha. Ba mình nói chuyện nhỏ lắm. Em mời cả nhà ăn sáng. Rồi, ok. Rồi, ok, thôi giờ mời tất cả mọi người ăn sáng cùng Toàn với ba mình nha mọi người. Mọi người thì mình vừa mới ăn sáng xong mọi người, mình vừa mới về. Thì ba mình cũng đã về Tiền Giang mọi người. Thì ba mình không có nhà thì mình không có qua bên đó chơi được mọi người. Thì thường thường á thì mình sẽ qua bên ba mình chơi. Còn không thì mình ở nhà mọi người. Thì chắc ở nhà thì mình chỉ nằm bấm điện thoại này kia thôi, lướt TikTok này kia thôi. Đó thì thôi thì giờ nếu mà có cái trưa mình ăn cái gì đó mình sẽ quay cho người xem. Thì chị mình đang đi mua đồ ăn mọi người. Đó thì hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người ăn những cái món ăn ở nhà mình nha mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng nha mọi người. Thì hôm nay Danh sẽ quay cho tất cả mọi người xem một ngày bình thường của Danh sẽ như thế nào nha. Thì hồi tối mình đi ra sân bay đón mẹ mình. Giờ sáng mới về nên dậy hơi muộn tí mọi người. Rồi mọi người đón xem cái hoạt động của Danh ngày bình thường như thế nào nha. Rồi mình sẽ đánh răng. Rồi mình sẽ
review cái lòng mình cho mọi người xem. Đúng hả? Nói gì vậy? Nó lại đi vô nhà vệ sinh rồi quên. Ơi, tiếng hả cha? Cha mày chứ gì? Mấy áo đó hả mẹ? Hả? Mấy áo đó hả? Ờ. Mấy áo đây chắc cũ rồi, không mặc nữa. Của con hả? Không phải đâu. Tụi con có mấy bộ rồi nè. Không biết nữa. Bây giờ mình sẽ review cái phòng mình cho mọi người xem nha. Mình nhanh cái mặt xong rồi. Đây, phòng mình thì cũng đơn giản lắm mọi người. Đây là mấy đồ cá nhân của mình thôi. Dép giày này kia với vô khơm thôi. Là kiến, đây là tủ. Đó. Thì bên đây là cái góc mình hay ngồi là chim, nghe nhạc thư giãn nha. Cái kệ này thì có cái chậu của đây mọi người thấy không? À, sức khỏe này. Đi bàn thôi chứ giường niệm ngủ thôi. Giờ sẽ kiếm cái gì đó để đi ăn sáng mọi người. Biết sáng mẹ mình thức mẹ mình ăn gì chưa nữa. Mình mới ngủ dậy chưa ăn. Nhà đỡ cái mẹ về bắt đầu cái là nhộn nhịp vui lắm mọi người, như Tết vậy đó. Còn nhớ mấy ngày thường buồn lắm. Thức dậy xong cái đi làm thôi, đi làm xong rồi đi về ngủ rồi chứ không có làm gì. Có mẹ mình cái nhà nhộn nhịp ghê không? Như Tết vậy. Mẹ ăn gì chưa mẹ? Hả? Mẹ ăn gì chưa? Mẹ ăn xét rồi, con ăn cơm đi, mẹ nấu canh chua, kho cá rồi đó. Ok, cái con mới cần không ăn? Ăn cơm đi, để nó bụng. Dạ. Này, giờ mình sẽ ăn cơm. Mọi người, cơm mẹ nấu nè. Đó. Cái canh chua. Cá bóng kho nha. Một miếng nha. Ok mọi người, nói chung là thường thì mình thức dậy đi làm thì mình ăn ở ngoài thôi mọi người. Mình đi mình mua đồ ăn ở ngoài, hủ tiếu này kia mình ăn không à. Không ăn cơm nhà, ít ăn cơm nhà lắm. Hôm nay mẹ về mẹ nấu cho mình cái món cá kho với canh chua. Nên mình ăn cơm nhà bữa nha. Cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm của mẹ nấu nên rất là thèm nha. Bây giờ mình ăn, mời mọi người nha. Người ta ăn sáng còn mình ăn trưa luôn à. Giờ ăn trưa thì coi phim. Ngày bình thường thì nói chung là thì vô chậu chơi mấy anh em rồi đi quay này kia. Còn như ở nhà thì mình nằm mình ngủ thôi mà. Mình không có hoạt động gì đâu. Hôm nay quay một ngày hoạt động cho mọi người xem. Coi có gì thú vị không nha. Ngon quá mọi người, lâu lắm rồi mới được ăn. Rồi ăn xong chắc mình đi ngủ trưa thêm miếng nữa quá. Bây giờ có gì đâu làm. Bây giờ nó chưa ăn xong rồi kia rồi mình đi phụ mẹ mình làm việc nhà này kia mọi người. Rồi đi gom mấy cái đồ cho bữa nay mẹ mình về xong rồi dọn nhà dọn cửa này kia. Rồi ăn xong mình sẽ ra mình phụ mẹ mình nha. Quá ngon. Rồi đó. Nghĩ tay đi mẹ con phụ cho. Rồi ra gom mấy cái đồ. Mấy cái gác với cái quần áo cũ nè mọi người. Đi gom cất của mẹ. Mẹ ơi. Nè. Chưa? Mẹ rồi. Đồ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh đang đi gom mấy cái này đốt cho. Mọi người mấy cái đồ cũ á. Ở nhà phải ơn nè, hơi bề bộn, mẹ về mẹ dọn. Mình bắt trước mình dọn theo luôn. Bây giờ mình sẽ phụ mẹ dọn mấy cái này, đốt mấy cái đó cho mình.
Vinh Tuấn hôm nay thì thấy trời sáng trời trong quá cho nên hai anh em đi trải nghiệm địa hình nha, cho sắp tới mấy anh em kia có chuyến đi mình Vinh Tuấn qua đây trải nghiệm địa hình trước nha mọi người. Đây mọi người thì chị mình mới đi chợ về mọi người thì hôm nay món gì ạ? Thịt xào bóng gút. Thịt xào bóng gút mọi người, ôi món này ngon nha. Đó mọi người, với lại này rau nhúc mọi người, rau nhúc mua về chấm mọi người thì đang lặt rau nhúc. Đó giờ thì mình sẽ lặt tiếp nha mọi người, giờ sẽ làm cái món thịt kho bóng gút cho cả nhà xem nha. Đây mọi người thì chị mình vừa mới kho cái nồi bóng gút rồi mọi người. Đây. Khá là đã luôn mọi người. Còn đây là thịt chiên. Rồi thịt chiên không luôn mọi người. Thịt chiên với mắm guốc, ăn với rau nha mọi người. Trưa thì mình ăn là gồm có là thịt kho, mắm guốc nè mọi người, với lại dưa leo rồi rau nhúc. Ủa sao rong biển gì vậy? Mình nhờ chị ăn, mình cầm máy quay mọi người. Đó thì chị thì không có ăn mọi người, chị ăn sao thì giờ này là chị chưa ăn đâu mọi người, chị làm nhà mình đó mọi người, làm điều mọi người, làm mà gọt hạt điều mọi người. Chúng mình xèo qua bển mình sẽ quay cho các nhà xem gọt hạt điều mà gọt vỏ đó thì chị với mẹ mình đồ thì ăn sao mọi người, giờ này chưa ăn được, giờ thì mình sẽ ăn trước mọi người. Đây mời để cầm mọi người ăn mắm guốc. Trời ơi, mắm guốc đã vậy, cái này mà chấm con nhút vô một cái là tới luôn mọi người. Đây mình sẽ mời để cầm mọi người nha. Nói chung là buổi trưa ở nhà mình đó mọi người thì chỉ có ăn rồi bấm điện thoại rồi giờ không biết là mình có đi đâu không mọi người, nếu mà trời mưa thì chắc mình không đi được mọi người, chắc ở nhà luôn á. Mời để cầm mọi người nha. Ngon nha mọi người. Mùa đầu tiên mọi người là nghe mùa ấm guốc. Thịt đó thì nó có thịt có mỡ có thịt nè mọi người, nên nó sẽ ăn đỡ ngán hơn. Ăn một miếng ớt nữa mọi người, chấm một trái leo. Mời đây mọi người nha. Đây mọi người thì mình vừa mới ăn xong mọi người. Đó giờ thì mình sẽ lại đây và sẽ quay cho cả nhà xem mẹ mình với lại anh chị mình làm hột điều mọi người. Này là gọt hột điều mọi người, gọt phụ cho người ta, gọt kiểu sao, kiểu tính tiền hả? À gọt tính tiền mọi người. Thì nè mọi người, gọt kiểu lấy vỏ này ra nè mọi người. Đó đó, gọt như vậy nè mọi người. Rồi giờ đứt luôn là đứt luôn. Đó thì lấy vỏ ra thì nói chung là một bao này nè mọi người 30 kg. Đây một bao này luôn là 30 kg, mẹ mình lãnh là 30 kg mọi người. Mà 1 kg nó nhiêu tiền? 5 ngàn. Ký 5 ngàn, 30 kg, 150 ngàn. Mà làm mấy ngày? Làm mấy ngày? Mười mấy ngày được 150 ngàn. Đó mọi người thì mình kêu thôi đừng có làm này, có 150 ngàn mà mười mấy ngày trời ngồi gọt lòi con mắt lọt gọt còng lưng sống luôn mà được có 150 ngàn. Đó thì không, mì nói chung là cái này mọi người làm giải trí, mọi người cũng giải trí được nữa nè. Đó ngồi tách tách vậy nè, gọt gì nè mọi người, gọt hoài vậy nè, gọt hết một bao luôn. Cái này là nhà mình gọt là được nửa bao mọi người, còn nửa bao nữa. Nửa bao thôi là thấy hết tuần lễ rồi đó. Mà nửa bao sau cái tuần lễ nó hai tuần lễ được 150 ngàn. Chia ra làm 1, 2, 3, 4, 4 người, người được 150 ngàn. Ủa người được có 4 mấy ngàn vậy? 3 mấy ngàn à? Chưa được 40 ngàn nữa. Đó thì thôi mình là phải làm phụ nhà mình nha mọi người. Nói chung là nhà mình hơi bề bộ mọi người, tại vì nhà trọ mà mọi người. Đó thì đồ để trong đống dân, đồ mấy đồ này nè mọi người. Mẹ mình cứ ủ mọi người chứ không có bỏ, cái nào xài được để hoài vậy. Tình hình là sáng giờ mình với anh Tuấn ngồi câu cũng lâu rồi nha mọi người mà chưa thấy gì xảy ra chứ. Kiểu này tim mình xuống quay clip chắc chữ chết luôn, đói luôn. Giờ ngồi thêm chưa nữa coi xem sao nha mọi người. Tới rồi mấy bạn ơi,
tối mấy bạn ơi, quá trời đen kịt bầu trời rồi. Không có sao nữa. Không sao. Tấn văn lưới mọi người, câu cá không có rồi, văn lưới kiếm cá về ăn. Mình về nhà của anh Tấn rồi mọi người. Chiến với đèn lai sau lưng mình. Này nó quậy quá. No, đừng con. Đừng con. Này nó quậy quá mọi người. Bây giờ về để mua đồ nấu canh chua mọi người. Nấu canh chua cá. À, nãy cũng có một mớ cá mọi người ăn cơm trưa. Đây. Không có bằng chín. Có ba trái à. Bằng chín mà nấu mới ngon. Ba mình khoái ăn canh chua bằng. Rồi sớm đi không có. Ba mình cũng ở đây luôn nha mọi người. Ba đi mua khóm về để nấu me. Nè. Ok. Này nói gì, trời bão gì có bão đâu cả. Này nghe thời tiết thông báo dự báo thời tiết nghe nói bão mọi người. Nên anh em ở nhà. Không biết bão đâu, trời nắng nè. Giờ mình sẽ đi ra chị hai mình rước con cháu vô chơi nha mọi người. Rước con đệ tử mình vô chơi. Cho vô chơi mẹ mình. Hey. Hello. Hello. Đó nè mọi người. Đi chơi chơi ra ngoài. Để nó như là bán nè. Rồi xe. Đi chơi bà ngoại nghe con. Không anh đi. Ê. Không không à. Dở đi chơi phái mà không. Chứ nó gặp mình nó sợ mình lắm, mình nó mới sao nó sợ mình nữa. Mỗi lần mà mình về lại chơi nó ẩm với nó con cái mà nó khóc cùng sùm dưới đất chứ mà hôm nay cho nó xe nó hỏi vô à. Chả con đi chơi bà ngoại nha. Nha. Đi vô. Đi, cả hai dắt vô nè. Đây. Đây. Đi, từ từ thôi. Từ từ thôi coi. Đây. Này, ở nhà chơi nữa mà. Kìa, hồi ngoại làm sao nè. Kìa, hồi ngoại làm gì kìa. Thế nè. Không ai. Bà ngoại làm quá trời, bà ngoại không ra con. Bà ngoại đi cực quá, bà ngoại không ấm cơm gì hết trơn mà. Bà ngoại lo, bà ngoại dọn dẹp, bà ngoại không dẫn con vô mà. Nó ngáo à. Dẫn vô sạch, con ngắm con vô cho con đi. Nó khóc quá trời khóc rồi, mình chở nó về mẹ nó luôn rồi mọi người. Chả mọi người, quá khóc rồi. Được cũng chưa rồi, không biết làm gì nữa. Chắc có thể là ngày ngủ chưa thì công việc nhà phụ mẹ cũng xong. Ngủ miếng chịu kiếm người chơi. Mình có nghe công phanh là một xíu nữa cha mình về mọi người. Tại cha mình cũng đi làm sai giống mẹ mình nữa đó. Nhưng mà mẹ mình nói gì hôm qua rồi. Cha mình thì làm trên cầu lãnh đó. Thì nay mẹ mình về chắc cha mình về chơi mẹ với mình á. Chiếu cho về rồi cái gì mình quay cho mọi người xem. Giờ chắc ngủ chưa miếng có miếng nước ngủ. Tôi đây. Toàn nè mọi người. Đó thì mọi người phía sau toàn mà chét xình vậy không. Không phải là gì đâu mọi người. Không phải là gánh mà chét đâu. Chưa nằm, không có gì làm. Ngồi chơi lên tới tóc BK dân dẹo. Ai hùi chét xình lên mặt. Nhảy sông này kia đồ, uống nước mắm này kia đồ mọi người. Tôi chơi thì tôi toàn thua nó không mọi người. Tôi không hiểu sao tôi chơi toàn thua không à. Đó thì nói chung là chơi vui vẻ mọi người. Buổi trưa tôi lại vậy mọi người. Thì không có gì làm thì không ngủ thì chơi lướt TikTok rồi lướt Facebook nè. Xong rồi chơi PK, live stream, bán hàng này kia đồ. Chỉ có vậy thôi mọi người. Bây giờ thì mình nhảy xuống sông mọi người. Mình sẽ quay kêu nhờ cháu mình quay cho mọi người xem là mình đi hôm nay mình sẽ tắm sông nha mọi người. Trời đang bão mọi người, cảnh mình rửa mặt rồi luôn. Mình mới chơi PK thua xong mọi người. Đó, giờ mình sẽ nhảy xuống dưới. Đó, khô cứ ngắt hồi đóng vô mặt. Này mà sình non á, đắp nó mới đẹp như mặt. Còn này sình này sình già mọi người, đắp hú quắc. Ok. Hey mọi người, bây giờ mình sẽ nhảy xong nha mọi người, sẽ tắm xong.
Mời mọi người tắm sông cùng mình nha mọi người. Ở trước nhảy nhà trọ mình đó mọi người là có cái bờ sông cũng khá là rộng mọi người. Nhảy ngay tắm nha mọi người, rửa mặt này kia hết luôn. Thì mọi người thì trưa mọi người thì mình chơi PK xong rồi mình cũng nằm một tí mọi người, mình ngủ một tí mọi người. Giờ này cũng chiều rồi, chắc mình đi kiếm cái gì đó mình ăn hoặc là mình ngồi chơi tí mọi người. Nói chung là ở nhà mình cũng vậy mọi người, không có làm gì hết trơn mọi người, không có đi chơi hay đi uống nước gì hết mọi người, chỉ có là qua ba mình thôi đó. Thì bây giờ thì mình, con mình có ăn uống gì đó thì mình sẽ quay dẫn ra xem nha. Đây là cái gỗ gao mà để hồi nấu canh chua với cá mọi người. Cá thì hồi nãy văng lưới dính nha, chứ câu cá không có dính nhiều. Ủa? Cái gì vậy? Câu từ sáng tới chưa không dính con gì. Anh tưởng ra chiều cuối mọi người văng lưới mới dính mấy con cá ăn cơm mọi người ơi. Giờ là sao? Giờ nấu canh chua xong rồi ăn nha mọi người. Rồi mời mấy bạn ăn cơm với gia đình mình nha mọi người. Cơm gia đình đeo hoài, đeo cả gì hoài đó. Ăn cơm cũng đu, cái gì cũng đu. Hư quá đu rồi. Giờ làm không cho làm gì, cho ngoại không đó, tính sao? Nói coi kìa. Tính nó cho ngoại không làm, nhưng giữ con à. Không có ai làm gì đó. Anh Linh Tấn đói sớm giờ đi, sớm giờ này chưa 2 giờ trời ơi, đúng nó quậy. Thì cũng 2 giờ luôn rồi mọi người. Đưa cơm trong cái lửa giờ liền. 3 giờ luôn. Quá đói. Ba ăn đi. Ba ăn cá được hầm rồi ba. Cái hầm của con Út không à ba? Nói món chua bằng cho ba mà không có bằng. Có con hái dưới rồi kìa, để mai đi, mai con nấu. Mai chín. Chua bằng là ba thấy đó. Ăn nó ngon. Mời mọi người nha mọi người. Quá đã luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cơm nha mọi người. Xong rồi từ đây tới chiều mình làm gì nữa mình sẽ quay cho mọi người xem hết ngày hôm nay của mình nha mọi người. Cảm nhận về món ăn. Mệt quá, nấu ra giờ đứng không biết mệt quá. Sở thích của ba nha là canh chua nha, cá kho lạc nha, cho ăn hoài không ngán. Đây là niềm vui bên nhân đâu nha mọi người. Hôm nay ba mẹ em mình cùng về luôn, quá vui. Niềm vui nhân đâu. Sạch ra tùm lum máu rồi sao? Không biết coi. Hôm nay ngoại mình cũng về luôn mọi người, đây bà ngoại mình này nè. Đây gia đình mình đầy đủ, đông đủ. Đây có chú Trường về chơi nữa. Chú Trường có đem mấy lát về chưa Trường? À, cho chú Trường lên YouTube luôn. À, chú trường với cha mình đem ếch dưa cá thì con lãnh về mọi người. Hồi chắc là màu xương xương đó chú Trường. Qua cho ăn cá. Cá mấy ký chưa? Ừ, cá này mà câu mà dính chắc nó chạy chắc khủng. Ủa, luôn. Nãy đi với mình đó, dạ? Giờ mình sẽ bằng mau với mọi người. Rồi đến hồi mình với cha mẹ mình với chú Trường bà ngoại ăn nhậu mọi người. Đây, vui quá, đầy đủ gia đình. Anh Bảy mới qua trước mình vợ mọi người. Chắc mấy cá dồ đó mình nhúng vắn quá. Các bạn nhúng vắn các bạn. Rồi ếch làm gì, ếch tái chanh cho muối tiêu đi. Ăn cục luôn. Chứ bây giờ mình đi chợ mua rau này kia, mấy gia vị đồ kia mọi người. Về làm, mình cứ tưởng hôm nay là một cái ngày bình thường. Nhưng mà hôm nay là cái ngày rất không bình thường. Mà gọi là rất là đặc biệt đối với mình luôn nha. Đầy đủ mọi người rồi chứ. Không ngờ luôn, đâu mà quá chừng hợp. Mình đã đi chợ về, mình sẽ chế biến món ăn xong một hồi sáng làm tiệc. Heo ngoại. Ăn đồ gia vị mà. Mình mới đi chợ về ông rồi mua rau với ớt này kia, không làm gia vị, trường rồi bằng cá bên để chế biến món ra xong rồi mình ăn nha mọi người. Mẹ mình đang chiên ớt làm ớt chiên nước mắm nha mọi người. Còn mình thì bên đây đang làm cái chảo cái nồi lẩu giấm nha. Rồi cái này xe hai món. Còn ốc luộc rồi để ngoài. Rồi xe cái dọn ra ăn nha. Cậu Hai. Cái giò nhúng giấm. Ở đâu cậu Hai có cái giò nhúng giấm ngon thế. Cha đem về. Còn mẹ cha đem ớt về cho mẹ làm ớt chiên nước mắm nha. Giờ này là 3 giờ chiều rồi mọi người. Mình với Hằng phải về nhà để gói hàng. Tại vì hôm nay mình có bán trên TikTok nữa, cho nên là mình phải gói hàng mọi người. Giờ về nhà gói hàng. Mình đang trên đường về đây mọi người ơi. Tới nhà nha mọi người. Bây giờ mình khinh cái này hai phòng kim vô. Có anh Quy anh chạy. Trời ơi anh chạy được không? Em đi sao em dẫn anh nè.
Vịnh phải không? Không rồi anh thắng rồi phải không? Rồi em sao ưng không bỏ cái này đây đây thì anh chạy luôn cái một à. Cõi Vịnh. Thôi quá quý mình hết vui hơn khi hai thùng vô mà nó dẫn em về em đón á. Rồi giờ đi vô chổng mọi người. Buổi tối mọi người mình sẽ qua bên nhà ba mình chơi mọi người. Đó. Nói chung là mình qua đây rồi sẽ có đi uống nước thì mình đi mọi người. Một tí thì mình với ba mình sẽ đi xuống bờ kè phần 3 mọi người. Mát lắm mọi người. Xuống bờ kè phần 3 uống nước thì ba mình mới đi Tiền Giang về mọi người. Gì vậy? Đó thì ngày của mình là như vậy mọi người. Đi uống nước. Đi uống nước xong rồi ngủ xong rồi ăn. Xong rồi chơi livestream PK hồi trưa mình Jackson đó. Mình có quay cho mọi người xem đó nha mọi người. Mọi thứ đã xong rồi mọi người à. Bữa ăn đơn giản nhưng mà được cái là gia đình đầy đủ mọi người. Có ba, có mẹ, có bà ngoại. Có chị Hai nữa, chị Hai đang bệnh. Hello chị Hai. Hello anh. Giờ mình sẽ nhập tiệc ăn với gia đình mình buổi tối này nha mọi người. Thì không biết mấy anh em bên bên kia một ngày là hoạt động như sao nha. Chứ hôm nay mình thì quá điều đặn này. Mình tưởng một ngày bình thường của mình là rất bình thường, ai vậy không có bình thường nha. Sao đặc biệt quá, hôm nay đầy đủ mọi người hết. Ở đâu mà có duyên chăng hôm nay. Tưởng là sáng giờ anh em mình hoạt động thì chắc mình nếu mà ngày bình thường của mình thì chắc như ngủ chưa dậy đâu. Ngủ hoài vậy đó, ngủ xong tới đi chơi. Hôm nay mẹ về, ba về, bà ngoại về. Có mấy anh em nữa. Rồi sẽ ăn buổi tiệc này nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ rót bia nâng ly. Đó, giờ này tối rồi, sáng giờ mình làm có lắc được nhiêu đó đâu mọi người. Đâu có làm gì nhiều đâu. Đi tới đi lui trong nhà mà đâu có làm gì nhiều đâu. Được buổi chiều này để gia đình đầy đủ cái nấu nướng này kia để làm một cái buổi tiệc nhỏ. 1 2 3 vô. Bây giờ vẫn tiếp tục đi xuống anh Tuấn nha mọi người. Mà tối nay chắc xuống dưới để chắc đi săn quá. Chứ dư chán buồn. Ở nhà có hai đứa buồn lắm mọi người. Bình thường thì không ai thì đi ra ngoài công viên chơi, mà bữa nay thôi xuống anh Tuấn chơi cho vui. Mình tới nhà anh Tuấn rồi nha mọi người. Hồi nãy có ghé ăn rồi. Chịu ơn ngoại nó đâu, không mày đụng ngoại được đâu. Thì con ơi mình xô ra, xô ra. Nó chịu đụng ngoại đó. Mình với Hằng với lại anh Tuấn mọi người. Mình với Hằng với anh Tuấn đi săn đêm chơi mọi người. Đây bên đó là cầu Mỹ Hưng. Cầu Mỹ Hưng 2 đó thấy không mọi người? Em có thấy không? Đó, bên đây là cầu Mỹ Hưng 2 đó mọi người. Thì bây giờ là đi săn. Xong rồi một hồi nếu như mà có gì thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Chứ mình không quay khúc săn nha mọi người. Tại vì mỗi người được 5-7 phút thôi. Sớm giờ mình cũng dài lắm rồi. Ok. Đây thì mình vừa mới bên nhà ba mình về mọi người. Thì mình chỉ bảnh ngồi chơi thôi mọi người. Chứ không có làm gì hết nên không có quay cho cả nhà xem. Đó thì giờ mình mới về mọi người. Giờ này cũng 10 giờ đêm mọi người. 10 giờ đêm rồi. Giờ mình ăn cơm chiều mọi người. Mình giấc trưa mình ăn là cỡ khoảng 1 giờ mấy mọi người. Đó giờ thì mình ăn thêm cái nữa. 10 giờ mình ăn thêm cái nữa. Rồi xong cái mình đi ngủ mọi người. Đó. Đi chắc lên like rồi mới đi ngủ mọi người. Cũng là ăn mắm guốc mọi người à. Đây. Mắm guốc như hồi sáng. Ai điện à. Đó thì mắm guốc như hồi sáng mọi người. Bây giờ thì ăn tiếp thôi mọi người. Chứ không có gì ngoài khác chứ mọi người. Sáng ăn sao thì chiều ăn vậy. Ở nhà mình là vậy mọi người. Đó. Mời tất cả mọi người nha. Vẫn ngon, vẫn như là sáng mọi người. Rau. Đó thì nguyên ngày mình ở nhà này vậy mọi người. Còn không biết mà mấy bạn kia không biết làm sao mọi người à. Đó thì giờ mình sẽ tắt máy mình sẽ ăn. Đây mọi người thì
tối mọi người. Giờ này cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ mọi người. Giờ thì Toàn bắt đầu mới vừa live xong mọi người. Live bán hàng, là live chim, TikTok nói chuyện với mọi người đó. Đó thì chuẩn bị ngủ mọi người. Giờ này cũng khuya rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem một ngày của Toàn ở nhà làm những gì nha mọi người. Đó thì cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thôi giờ thì Toàn đi ngủ rồi mọi người. Vậy là kết thúc một ngày trời ở nhà đó mọi người. Ở nhà đơn giản thôi mọi người, chỉ có làm vậy thôi. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã xem ngày ở nhà Toàn làm những gì nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Bye bye, đi ngủ thôi. Đây là thành quả của mấy anh em mình đi săn nha mọi người ơi. Giờ này ăn cơm tối. Cơm sáng. Cơm sáng 1 giờ sáng mọi người. Ăn sáng. Ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì mình cũng đi ngủ ở đây luôn nha mọi người. Thì nói chung là một ngày của mình thì chỉ có như đó thôi. Thì sáng dậy thì nói chung là quăng hết ngày với mọi người. Thì cũng chơi ăn uống về gói hàng rồi đó. Ví dụ nói chung là ngày nghỉ mà, còn mà ngày đi làm thì sáng thức dậy là mình lũ vô trời rồi, trời tới chiều mới về, về xong hết ngày rồi. Còn này thì ngày hôm nay là ngày nghỉ cho nên là chơi, mà xui cái ngày sáng không có cá mắm gì hết. Rồi hay là chiều tối này đi vớt là được không mọi người, chỉ nghe nhạc nha mọi người, chỉ nghe bắt nhạc chỉ nghe. Ơi thì một ngày của mình chỉ có như đó thôi. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết một ngày của mình nha. Mời mọi người xem tiếp một ngày của bạn khác nha.